Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thể thao mỗi ngày. Nếu như đây là lần đầu bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn đăng ký để nhận được những thông tin hot nhất về thể thao mỗi ngày. Và nếu thấy video hay thì quý vị đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng biết. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Thứ nhất, Indo muốn rời đi, Úc và Ấn Độ muốn lại gần bóng đá Đông Nam Á. Thứ hai, AFF phản hồi về nguyện vọng gia nhập của bóng đá Ấn Độ. Thứ ba, Indonesia khó từ bỏ bóng đá Đông Nam Á. Indo muốn rời đi, Úc và Ấn Độ muốn lại gần bóng đá Đông Nam Á. Sau kết luận của Đông Nam Á khẳng định, trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan không có dấu hiệu dàn xếp tỷ số. Indonesia vô cùng bực tức, họ khẳng định sẽ xem xét nghiêm túc khả năng rời khỏi AFF để gia nhập EAFF là Liên đoàn bóng đá Đông Á. Trong bối cảnh Indonesia vẫn có ý định ra đi, hai đội bóng Ấn Độ và Australia lại muốn tham dự các giải đấu của AFF. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Ấn Độ Kunsadat nhấn mạnh, mục đích của chúng tôi khi chuyển tới AFF là giúp đội tuyển quốc gia có thêm những giải đấu chất lượng. Ở chiều ngược lại, sự tham gia của Ấn Độ cũng giúp AFF có thêm những sự tươi mới. AFF đã phản hồi tích cực liên quan tới đề nghị của chúng tôi. Việc còn lại là phụ thuộc vào phía Ấn Độ. Bóng đá nước nhà vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Nếu AFF đồng ý để Ấn Độ gia nhập thì nó sẽ giúp chúng tôi tạo ra sức hút cao ở khu vực Đông Nam Á. Việc Ấn Độ muốn gia nhập AFF là điều dễ hiểu, bởi trình độ của các đội bóng khu vực Nam Á như Sri Lanka, Bangladesh, Maldives đều rất kém. Trước Ấn Độ, Afghanistan đã rời khỏi Liên đoàn bóng đá Nam Á để gia nhập Liên đoàn bóng đá Trung Á. Không chỉ có Ấn Độ, Australia cũng quan tâm tới khả năng thi đấu ở AFF Cup. Mặc dù là thành viên của AFF từ năm 2013, đội bóng xứ chuột túi chỉ thi đấu ở cấp độ giải trẻ, chứ chưa từng tham dự giải đấu nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Theo nguồn tin từ Boba, trong vòng một tuần tới, PSSI sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng rời bỏ AFF. Quyết định này cần phải được đưa ra trước khi lễ bốc thăm giải AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 8, chưa xác định rõ thời gian ở Bangkok. Nếu Ấn Độ và Australia tham dự giải AFF Cup, sẽ chứng kiến số lượng đội bóng nhiều nhất trong lịch sử. AFF phản hồi nguyện vọng gia nhập của bóng đá Ấn Độ. Ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Ấn Độ AIFF phát đi thông điệp muốn gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á AFF, bản thân AFF đã có phản hồi tích cực về điều này. Phát biểu trên tờ Time of India, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Ấn Độ AIFF Kunsadat nói, mục đích của chúng tôi khi chuyển tới AFF nhằm giúp đội tuyển quốc gia chúng tôi có thêm những giải đấu chất lượng để thi đấu. Ngược lại, việc Ấn Độ gia nhập AFF cũng mang đến sự tươi mới cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup, ông Kunsadat nói thêm. Sở dĩ có chuyện Ấn Độ ngỏ ý muốn gia nhập bóng đá Đông Nam Á vì trước đó thành viên lâu năm của AFF là Indonesia đã công khai bày tỏ việc rút khỏi bóng đá khu vực này. Riêng trang Voke FC của Malaysia thông tin về việc này. Cư dân mạng ở Indonesia liên tục kêu gọi bóng đá nước họ phải rời khỏi AFF sau thất bại của đội tuyển U19 Indonesia tại giải Đông Nam Á. U19 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng đấu này, nơi họ thua U19 Việt Nam và U19 Thái Lan về thành tích đối đầu khi xét các suất vào bán kết. Vẫn là những dòng được viết trên trang báo của Malaysia. Còn về phía AFF, sau khi có động thái từ phía Indonesia đòi bỏ AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á EAFF, tổ chức này đã có một số phản ứng, trong đó có việc tính thêm phương án đưa Australia và cả Ấn Độ gia nhập AFF nhằm lấp khoảng trống mà Indonesia để lại nếu họ rút khỏi bóng đá Đông Nam Á. Với trường hợp của Ấn Độ, AFF đã có phản ứng tích cực, được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Ấn Độ Kunsadat tiết lộ trên tờ báo Time of India. AFF đã đưa ra phản ứng rất tích cực liên quan đến ý định của chúng tôi. Việc còn lại phụ thuộc vào chúng tôi, bởi lúc này bóng đá Ấn Độ vẫn còn đang mắc kẹt trước tình hình đại dịch Covid. Nếu AFF cho phép Ấn Độ gia nhập, điều này sẽ mang lại những tác động cho AFF vì nó sẽ tạo ra sức hút rất cao ở Ấn Độ đối với bóng đá Đông Nam Á, ông Kunsadat nhấn mạnh. Hiện tại, sau khi có thông tin Ấn Độ và có thể là cả Australia có khả năng thay thế mình tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, Liên đoàn bóng đá Indonesia dường như đã chùn chân trong việc đòi bỏ AFF. Về phía Liên đoàn bóng đá Indonesia thông tin, họ sẽ sớm có một cuộc họp để bàn về việc này, rằng có thể rút lại ý định ban đầu hay không, hay vì tuyên bố cứng rắn như mấy ngày qua. Indonesia khó từ bỏ bóng đá Đông Nam Á. Nếu Indonesia chuyển sang Liên đoàn bóng đá Đông Á của các đội U sẽ không có sân chơi, còn đội tuyển quốc gia khó có cửa vào vòng chung kết EAFF Cup. Sau trận hòa 1-1 giữa Việt Nam và Thái Lan,
Ở lượt cuối vòng bảng U19 Đông Nam Á hôm 7 tháng 7, Indonesia nổi giận. Họ cho rằng hai đối thủ thi đấu thiếu fair play, mang toàn tính, loại đội chủ nhà. Liên đoàn bóng đá Indonesia khiếu nại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF để đề nghị loại Việt Nam và Thái Lan nhưng không nhận được phản hồi. Dư luận Indonesia thì kêu gọi Liên đoàn bóng đá Indonesia rút khỏi AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á EAFF ngay lập tức. Việc các quốc gia chuyển liên đoàn, dù ở cấp châu lục hay khu vực đều có tiền lệ. Lý do các nước này đưa ra có thể khác nhau, nhưng chủ yếu vì chính trị hoặc tham vọng cạnh tranh với các đối thủ có trình độ cao hơn, chứ không phải kiểu giận dỗi như Indonesia. Israel là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC từ năm 1954 đến năm 1974. Vì áp lực chính trị với các quốc gia khối Ả Rập xung quanh, Israel bị loại khỏi AFC năm 1974, mất 18 năm. Israel mới gia nhập một liên đoàn khác là UEFA. Trong thời gian không nằm ở liên đoàn nào, đội tuyển nước này vẫn dự vòng loại World Cup ở một số khu vực như OFC, Châu Đại Dương, Nam Mỹ hay UEFA. Australia đã coi trường hợp của Israel làm tiền lệ để xin gia nhập AFC năm 2006. Dù lý do của họ là khác nhau, họ rời OFC năm 2006 vì thể thức vòng loại World Cup khu vực Châu Đại Dương quá khó. Khi đội đứng đầu, vùng này phải đá playoff với một đối thủ Nam Mỹ. Kể từ khi sang AFC năm 2006, Australia luôn giành suất dự World Cup. Australia cũng gia nhập AFF năm 2013, nhưng chưa từng dự AFF Cup. Họ chỉ cử các đội bóng giải trẻ hoặc bóng đá nữ ở Đông Nam Á. Nhưng Australia từng bị chỉ trích vì dự giải vô địch Đông Nam Á với các đội thuộc EAFF năm 2013. Đại diện Liên đoàn bóng đá Australia Mark Favon từng giải thích: EAFF Cup diễn ra vào mùa hè ở Bắc Bán Cầu, đúng thời gian nghỉ của A-League nên chúng tôi có thể tham dự. Còn AFF Cup thường đá vào mùa đông khiến Australia không thể tập hợp các cầu thủ có mặt. Ở cấp độ khu vực, việc quốc gia xin chuyển Liên đoàn bóng đá cũng không lạ. Năm 2015, Liên đoàn bóng đá Trung Á CAFA thành lập với 6 thành viên gồm Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan và Iran. Trước đó, Afghanistan thuộc Liên đoàn bóng đá Nam Á, còn Iran là thành viên của Liên đoàn bóng đá Tây Á. Nhưng về địa lý, hai nước này đều giáp các quốc gia Trung Á. Iran rời Liên đoàn bóng đá Tây Á vì mâu thuẫn chính trị với các khối Ả Rập khác giống như Israel. Một đội mạnh hàng đầu như Iran được chào đón ở CAFA là điều dễ hiểu. Còn Afghanistan đơn giản muốn tham dự Liên đoàn bóng đá mạnh hơn, cải thiện trình độ khi họ có thứ tự FIFA thấp nhất Trung Á. Chúng tôi có ước mơ tham dự Asian Cup và thậm chí là World Cup, huấn luyện viên đội tuyển Afghanistan Petashev nói. Đó là lý do chúng tôi đổi liên đoàn, chứ không có vấn đề gì với Liên đoàn bóng đá Nam Á. Trong 3 kỳ Liên đoàn bóng đá Nam Á Cup, cuối cùng trước khi ra đi, Afghanistan đều vào chung kết, một lần vô địch. Họ mạnh chỉ sau Ấn Độ ở Nam Á, nhưng khi gia nhập bóng đá Trung Á lại là đội yếu nhất. Afghanistan vẫn cho rằng việc cọ sát với những đội mạnh hơn là cách tốt nhất để họ phát triển.